Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tạp chí Lao động và Xã hội tuần này của kênh Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, hiện cả nước có gần 2.000 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhưng đến nay, lao động đã qua đào tạo mới chiếm hơn 24%. Lao động có trình độ tay nghề cao còn thiếu, doanh nghiệp còn gặp khó trong tuyển dụng. Vì thế, đổi mới giáo dục nghề nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo nghề là điều cần thiết. Điều này cũng được nêu rõ trong Nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 khóa 11 về đổi mới giáo dục. Trong đó, một trong ba giải pháp đột phá là trao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Và để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi. Nghị quyết số 29 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 khóa 11 đã nêu rõ đổi mới công tác quản lý giáo dục, bảo đảm dân chủ, thống nhất, tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của cơ sở giáo dục và đào tạo, phân định công tác quản lý nhà nước với quản lý của cơ sở giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh phân cấp, nâng cao trách nhiệm, tạo động lực và tính chủ động, sáng tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục và đào tạo. Tự chủ trong giáo dục nói chung và giáo dục nghề nghiệp nói riêng được xem như một công cụ quan trọng trong việc tạo nguồn lực để phục vụ các hoạt động cần thiết của một cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đảm bảo cho cơ sở hoàn thành sứ mệnh của mình đối với xã hội. Cả nước hiện có gần 2.000 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong số đó hơn 1.500 trường trung cấp cao đẳng nghề thuộc diện công lập. Đã có 3 trường đang thực hiện thí điểm cơ chế tự chủ là Cao đẳng Kỹ nghệ 2 thành phố Hồ Chí Minh, Cao đẳng Lilama 2 Đồng Nai và Cao đẳng Bình Định. Sau một thời gian thí điểm, các trường này có sự tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng và chất lượng, đầu tư cơ sở vật chất được cải thiện, số lượng doanh nghiệp hợp tác được tìm đến nhiều hơn. Việc tự chủ đã giúp các trường trong công tác quản trị cũng như chủ động hơn trong việc nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo. Ngố thiết lên một cái là bạn hất tay nó ra thì nó sẽ được. Thông thoáng về mặt thủ tục quy trình, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các đối tượng khác nhau trong xã hội tham gia vào quá trình đào tạo để nhanh chóng đáp ứng được cái yêu cầu về tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng chứng chỉ hoặc có trình độ kỹ năng nghề đáp ứng được cái yêu cầu của lao động sản xuất. Tại trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội, việc thực hiện cơ chế từng bước đã đem lại nhiều thay đổi cho trường. Hiện trường đang chuẩn bị cho việc sang năm sẽ tiến tới tự chủ hoàn toàn. Lộ trình của chính phủ tiến tới năm 2021 là tự chủ chi làm chuyên thì cái việc đấy là theo tôi đoạn đây là quan điểm đúng đắn của chính phủ và cũng như các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chúng tôi, nếu như khi mà được thực hiện tự chủ thì cũng đây cũng là một điều mà sẽ phải đổi mới mình cũng như là làm mới các cái chương trình đào tạo cũng như là cái hỗ trợ người học một cách tốt nhất để nhà trường tự chủ. Đến thời điểm này thì năm 2020 trường chúng tôi tự chủ 70%, theo lộ trình thực hiện tự chủ đến năm 2021 là 100%. Cơ chế tự chủ đã tháo gỡ những khó khăn trong việc xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường. Nhà trường đã phối hợp với các doanh nghiệp trong đào tạo, cam kết đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu người học, nhu cầu sử dụng lao động theo chuẩn kỹ năng, chất lượng đào tạo và tuyển sinh từng bước được nâng cao. Đến thời điểm này, nhà trường đã tuyển sinh được gần 1.600 em, vượt 118% với chỉ tiêu tuyển sinh đề ra. Tuyển sinh cao đẳng vượt chỉ tiêu. Việc phối hợp với các doanh nghiệp như Samsung, VinFast đã đem lại cơ hội lớn cho trường, từ trang bị cơ sở vật chất đến đào tạo, đầu ra cho học sinh, uy tín nhà trường được nâng lên. Một trong những cơ sở mà để làm tự chủ thì đầu tiên là chúng tôi xác định với cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường là công tác tự chủ là tính tất yếu mà đây là quy định rồi, ta không thể đi ngược lại được. Và chính vì những điều đấy thì chúng tôi sẽ mạnh mẽ để đổi mới trong công tác đào tạo của nhà trường, công tác tuyển sinh cũng như là nâng cao chất lượng phục vụ cho người học. Khi mà tự chủ thì có nhiều cái mà chúng tôi sẽ chủ động được hơn. Ví dụ như ngay cái việc mà có thể là sau này khi mà tự chủ 100% rồi, chúng tôi có thể là nhà trường tôi có chủ động được các cái chương trình đào tạo chất lượng cao để có thể là những cái mức thu
học phí nó cao hơn những cái mức thu mà đang theo quy định nếu mà khi trường thực hiện tự chủ hoàn toàn chi thường xuyên. Thì một trong đấy là nguồn thu. Với thứ hai là khi mà tự chủ thì buộc cán bộ giáo viên nhà trường phải thay đổi mình. Vì đây cũng là một thời điểm mà để chúng tôi tinh lọc được bộ máy, tinh gọn, giảm số người làm việc và hiệu quả. Chất lượng đào tạo có ý nghĩa quan trọng, góp phần quyết định chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường sức cạnh tranh quốc gia. Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo và đào tạo có chất lượng sẽ khẳng định được thương hiệu, uy tín và lợi thế cạnh tranh trong tuyển sinh đào tạo và cơ hội thu hút đầu tư. Đây là một trong những giải pháp nhằm đổi mới giáo dục nghề nghiệp. Do đó, đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp không chỉ là mối quan tâm của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và của cơ quan quản lý trực tiếp, mà còn là mối quan tâm trực tiếp của mỗi cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 70-80% là đi lao động trực tiếp. Mà lao động trực tiếp ấy, thì cái nhu cầu về số lượng cũng như chất lượng, và bây giờ lại trong cái điều kiện là công nghệ kỹ thuật nó cao, cho nên cái dạy nghề của chúng ta cũng phải thay đổi. Thay đổi từ chương trình, giáo trình, thay đổi từ công nghệ kỹ thuật để phục vụ cho cái thực hành, và thay đổi nhất là ông thầy. Cái kiến thức, cái kỹ năng và cái phương pháp đào tạo của chúng ta, tôi nghĩ là phải 2/3 là thực hành, là coi trọng cái thực hành. Mà muốn thực hành tốt ấy, từ người học đến người dạy phải thay đổi toàn bộ cái phương pháp và cách tiếp cận cũng như các công cụ để phục vụ cho đào tạo. Vì vậy, để hình thành các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có chất lượng cao, cần phải đổi mới từ nhận thức cho đến việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách có liên quan đến tự chủ và hiện thực hóa các chính sách đó thông qua các hoạt động hướng đến chất lượng đào tạo, đáp ứng được mục tiêu giáo dục nghề nghiệp và nhu cầu của thị trường lao động. Bên cạnh sự quản lý, chỉ đạo, điều hành và đầu tư của nhà nước, thì bản thân mỗi nhà trường phải nỗ lực phấn đấu, trong đó cần thiết phải hình thành mô hình quản trị nhà trường hiệu quả. Đào tạo nghề cần gắn chặt với doanh nghiệp, gắn với thị trường. Đào tạo theo nhu cầu thị trường là vấn đề mấu chốt trong đào tạo nhân lực. Tự chủ cho phép nhà trường rộng mở hơn trong vấn đề hợp tác, cơ chế mở để đặt hàng, đào tạo. Một mô hình đưa doanh nghiệp vào nhà trường tại trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc. Với học sinh, sinh viên hệ cao đẳng, khi bước vào thời gian thực hành, các em sẽ được thực hành tại chính mô hình dây chuyền sản xuất được doanh nghiệp đặt tại trường. Dây chuyền thực hành này đạt đúng tiêu chuẩn sản xuất hiện tại của doanh nghiệp. Những cái trang thiết bị của trường được cấp hình rất là đầy đủ, phù hợp cho học sinh theo xu hướng hiện tại và theo thời kỳ công nghệ 4.0. Bây giờ hiện tại là các trường đào tạo đều đưa các doanh nghiệp vào ở trong nhà trường để kết hợp giữa đào tạo gắn liền với thực tiễn, để sau khi mà các em ra trường thì tiếp cận công việc ngay và có khả năng làm việc ngay khi mà ra trường. Thực hành chiếm đến 70-80% thời lượng học tập là đặc điểm của chương trình giáo dục nghề nghiệp. Vì thế, để doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo đem lại lợi ích kép, nhà trường có thể tận dụng được cơ sở vật chất của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể lựa chọn đào tạo được nguồn nhân lực đạt yêu cầu sản xuất của mình. Giải quyết việc làm cho học sinh viên sau tốt nghiệp thì nhà trường rất là chú trọng. Nó cũng là một cái yếu tố để kích thích cái tuyển sinh đầu vào. Thế thì chúng tôi cũng đã phối hợp với gần 200 doanh nghiệp trên cả nước để có được cái giải quyết việc làm cho các em sau tốt nghiệp. Thì hầu hết các học sinh viên, 100% học sinh viên sau khi tốt nghiệp thì được nhà trường giới thiệu việc làm. Tuy nhiên, vấn đề tự chủ tài chính, đặc biệt qua một số trường thí điểm, cho thấy còn một số khó khăn bất cập. Các trường tự chủ không còn được hỗ trợ chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước, trong khi cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ chưa được quy định rõ ràng nên không có nguồn thu này, mà đây vốn là nguồn thu chính của đơn vị. Mức học phí cao hơn so với các trường chưa thực hiện tự chủ trên địa bàn, dẫn đến việc người học so sánh. Đối với một số trường có ngành học đặc thù, đào tạo đặc thù, việc tự chủ có thể gây khó khăn trong tuyển sinh, nguồn thu. Cái tự chủ thì hiện nay đang được nhà nước cũng rất là khuyến khích.
Thế thì nhà trường thì cũng là một trong những đơn vị thuộc bộ là cũng đã áp dụng cái tự chủ, nhưng chúng tôi là tự chủ một phần vì đối tượng ngành nghề của chúng tôi là những ngành nghề mà liên quan đến nông lâm nghiệp và là những ngành nghề nặng nhọc ngoài trời, nên là cái đối tượng tuyển sinh rồi đối tượng vào nhập học là cũng toàn là con em nông dân rồi là ở vùng sâu vùng xa. Cái tự chủ này thì cũng đề xuất kiến nghị với nhà nước là cũng phải có những cái cơ chế và cái áp dụng từng bước để tạo điều kiện thuận lợi cho các trường. Chứ nếu áp dụng ngay và với cái tỷ lệ mà lớn thì có thể các trường cũng sẽ rất khó khăn. Ở Việt Nam, tự chủ vẫn tiếp tục được khẳng định là một trong những định hướng tương lai cho giáo dục và đào tạo dưới góc độ quyền tự chủ của cơ sở giáo dục và đào tạo. Do đó, việc sớm ban hành nghị định quy định cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập là cần thiết, góp phần thực hiện việc dần trao quyền tự chủ. Đi kèm với đó là đổi mới cơ chế tài chính của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tự chủ là yêu cầu hàng đầu trong quá trình đổi mới giáo dục và đào tạo trên toàn thế giới hiện nay, trong đó có Việt Nam. Vì vậy, thực hiện tự chủ giáo dục nghề nghiệp là tất yếu. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Tạp chí Lao động và Xã hội tuần này cũng đã hết. Trước khi nói lời chào tạm biệt, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số thông tin quan trọng trong tiểu mục Những điều cần biết. Từ ngày 1 tháng 12 năm 2020, nhiều mức phạt trong hoạt động báo chí tăng mạnh. Theo Nghị định 119/2020/NĐ-CP, trong đó có mức phạt đối với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên báo chí. Cụ thể, nếu gây ảnh hưởng ít nghiêm trọng, phạt từ 5 đến 10 triệu đồng, trước đây chỉ phạt 1 đến 3 triệu đồng. Nếu gây ảnh hưởng nghiêm trọng, phạt từ 50 đến 70 triệu đồng, trước đây chỉ phạt 5 đến 10 triệu đồng. Nếu gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng, phạt từ 70 đến 100 triệu đồng, trước đây chỉ phạt 20 đến 30 triệu đồng. Đây là thông tin đáng chú ý tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ ngày 5 tháng 12 năm 2020. Khoản 2 điều 30 của Nghị định nêu rõ, theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế, ngân hàng thương mại cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của từng người nộp thuế, bao gồm tên chủ tài khoản, số hiệu tài khoản theo mã số thuế đã được cơ quan quản lý thuế cấp, ngày mở tài khoản, ngày đóng tài khoản. Ngày 19 tháng 10, Chính phủ ban hành Nghị định 125 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế hóa đơn. Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 5 tháng 12, trong đó có quy định mức phạt đối với hành vi làm mất hóa đơn. Có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12, Nghị định 130 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đã đề cập đến việc xử phạt hành vi kê khai không trung thực. Mức độ sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 51 của Luật Phòng chống tham nhũng.